qua mã thì mình có bánh bê Sóc Trăng đi. Rồi qua mã. Qua mã là sự tương lai nha. Lát nữa ai mua thì cứ vẫn còn mã, mọi người bóc vô nha. Mọi người bóc vô. Rồi bánh bê Sóc Trăng. Đây bánh bê Sóc Trăng. Ô kết 4 sao. Bánh bê Sóc Trăng, bánh bê Sóc Trăng. Bánh bê Sóc Trăng. À, bánh bí Sóc Trăng nói với bà con thì đâu có xa lại nữa đúng không, nhưng mà hôm nay OCOP cũng được công nhận là 4 sao rồi nên chúng ta cũng nên dùng ha, chúng ta an toàn vệ sinh ha. Rồi bánh bí Sóc Trăng rồi đây, đưa cái kéo này cho chị lấy, đưa cái kéo này chị, đúng ngon lắm, đưa kéo này cho chị mấy đứa ơi, đúng ngon luôn. Rồi bánh bí Sóc Trăng đưa đây chị, rồi bánh bí Sóc Trăng nha, rồi từ tay bánh bé Sóc Trăng nha, các tình yêu nha. Đúng, đúng món bích chăm luôn rồi. Đúng món của bích chăm luôn. Của tôi luôn, cùng định luôn. Bích chăm mua ủng hộ bà con mà. Bích chăm kén như thế này. Bích chăm mua ủng hộ đây, bánh bé Sóc Trăng. Đây, đây các tình yêu thấy không? Đây, 4 hộp, một gói là 4 cái hộp nhỏ trong đây. Ngon lắm luôn. Ngon lắm luôn, đây. Mấy cái tình yêu đổ lên, chỉnh cái tóc em trước. Đây, bánh bé Sóc Trăng, đây ha. Cái bịch vậy mình cắt ra, đó, có 4 cái hộp nhỏ bên trong. Đây, đó thật mái. Đây là bánh mía Sóc Trăng, đậu xanh, sầu riêng trứng. Đó, vừa nghe cái đậu xanh, sầu riêng trứng là tôi phải cắt ra tôi ăn liền. Tôi phải cắt ra tôi ăn liền, nhanh gọn lẹ. Nè, cho mấy ông kia ăn nữa nè. Mấy ông giờ tờ lại ăn nè, mấy ông giờ tờ. Mấy ông giờ tờ lại ăn coi nè. Bánh mía trời Sóc Trăng rất ngon. Nè, lại lấy ăn nè, nhanh lên. Bánh mía Sóc Trăng giờ tờ nha. Khó cần quá, không nói được chuyện bánh giờ tờ ăn. Nó ký hiệu không à. Rồi, đây bà con thấy không? Thơm phức nha. Thơm phức nha bà con ơi, thơm phức nha. Đây đây. Trời ơi, cái bánh nè mọi người thấy không? Đây nè mọi người thấy kỹ không dạ? Đây nè, cái da bánh á nó mềm, nó mướt nè. Không phải nó đóng cứng ngắc như cái cục bột mà nè, nó rơi rụng lả tả như lá mùa thu. À, thấy không? Đó. Mà đây nè, chúng ta trong cầm nè, cái bánh ướt luôn. Cái bánh còn mà cái độ mịn đó, cái độ mịn bánh nha, và đây rất là mềm. Đó, bây giờ chăm bẻ ra cho các tình yêu coi. À đây. Ôi trời má ơi. Cái gì vậy? Tôi mua đó. Ăn cái trứng. Dạ, cái bánh của cái trứng, không nhà cái trứng lấy gì tôi ăn. Ăn cái trứng cho diện bằng cái bánh. Tôi đẹp cho tôi có con tí ơi. Đưa đây. Ai chọc cái ăn quá. Mọi người thấy không? Đây nè, đó. Đậu xanh sầu riêng nè, nó mướt, nó mịn nè. Trời ơi. Đó rồi ạ. Nó mướt, nó mịn nè. Có nguyên một cái trứng muối nè. Lên ơi anh cái hủy trứng đi lên. Đây ơi, cho tôi coi. Không thấy ăn cái trứng của tôi không? Đúng cái gì? Rất là thơm. Đồ quỷ sớ ăn cái trứng của tôi. À cả nhà ơi, nói gì Sóc Trăng á, mía là đặc sản rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay cả nhà có lạ hơn cái chỗ là cái sản phẩm này được công nhận là 4 sao nha cả nhà, 4 sao, tốt tốt cả nhà 4 sao. Rồi cho bây giờ tụi mình qua mã nha. Rồi bây giờ nha, tụi mình đếm giờ cho anh nha. 85 ngàn em biết ngon nha, em biết ngon quá. Mình xảy đây, mình xảy đây. Em biết ngon quá. Mình quá ngon. Ủa luôn à. Anh biết quá ngon. Mình xảy 5 quy nha. Đâu rồi? Ông học cái nào? Cái này. 5 quy. Đưa tỉ 5 quy. Mình xảy 5 quy. Rồi, mình xảy đi. Nói 200 gram nha mọi người. Trời ơi, tôi ăn bánh bí mà không cho tôi uống nước mà bác tôi nói tiếp cho tôi mắc nghẹn tôi chết. Rồi, mít sấy đi, 55 ngàn một bịch. Và mọi người mua đâu cũng vậy. Mít sấy không phải là một cái món lạ lẫm gì với tất cả chúng ta không? Nên chúng tôi cũng không cần quảng cáo nhiều đến mọi người. Nhưng đặc biệt, cái thằng mít sấy này là hàng organic, đặc sản của kết. Thì cái chất lượng mít nó sẽ ngon, nó sẽ giòn, nó sẽ thơm, nó có cái tơ. Và khi cái muối mít từ cái muối tươi mà được sấy thành cái muối
muối mít mà để mà sấy vậy thì nó cũng sẽ chất lượng hơn là những cái bên thị trường bút bên ngoài đó nha. Đó có hai loại nha, một loại là 200g và một loại là 50g nha. Rồi, mọi người có ăn thử 50g cũng được, ngon rồi mua thêm đó, ngon rồi mua thêm, nếu không ngon cũng ai mua, không mua cũng không ai ép đó. Rồi ok, mít sấy đây, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có cái chữ ô cốt các bạn nha. Rồi, lên điêu các tình yêu ơi, mời. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sell. Rồi, còn 49.500. Còn 49.500. Mua 6 bịch 300.000 miễn ship nha. Quá rẻ, có 49.500. Trời ơi, mua 6 bịch 300.000 miễn ship nha các tình yêu nha. Mít sấy rồi sang đưa trong vòng 2 phút nha. Đó, tại vì cái giá này nó chỉ có 50.000, 50 mấy ngàn, 55 ngàn. Đến khi chúng tôi còn 49.500, nên khi chúng tôi giảm giá một mức hết sức có thể cho bà con. Đó, thì khi mà mình mua số lượng nhiều thì cái giá thành nó sẽ càng rẻ hơn nữa nha. Rồi, mấy bà mấy chị nào bán tạp hóa ở nhà mua về bán lẻ lại nha. Bán lẻ lại một gói 75.000 vẫn được. Đây là tôi lấy về bán 75.000 vẫn được nè. Tự khai luôn. Tôi buôn bán phải có lời chứ, đúng không? Bây giờ xăng xe xăng điêu mà lấy về bán tặng quá lại 75.000 gói vẫn lời. Rồi, 10 giây. Rồi, 10 giây cuối cùng qua mà. 10 giây cuối cùng qua mà. 10 giây có 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết xèo. Rồi, điểm gì nhắn vậy? Hết xèo. Rồi, sản phẩm tiếp theo xuống sát dùm đi bà con ơi. Hai ông nội ôm thần đứng hai bên kìa. Lấy dùm con xuống sát ra coi hai ba. Cứ làm gì bà cũng có hai ông đĩa á. Tôi sấy đây, tôi sấy đây. Nóng quá nè, bây giờ tôi cột tóc lên rồi đó. Bây giờ nóng quá, cởi áo ra. Trời ơi, đây nè. Ai rảnh đi qua bên kia coi dùm cái. Ai rảnh đi qua bên ấy coi nè, có đặt hàng trên đây nè. Nè, đi qua bên kia coi lấy nha. Đi qua bên kia coi lấy hàng về giùm tôi đây nè, quá trời nè, thấy chưa cầm lên nè. Đây nè, đi ra qua bên kia lấy giùm tôi về nha các tình yêu nha. Đó, tôi cũng dám nói trên đây. Rồi, chuối sấy. Chuối sấy gói 200g quá rẻ luôn. Mấy cái này tụi tôi sale nhanh, các tình yêu mua nhanh nha bà con ơi. Chuối sấy một gói 200g. Chuối sấy một gói 200g nha các tình yêu nha. 32.000. 32.200g chuối sấy nha. Chuối sấy đạt chuẩn ô cốp hàng Việt Nam chất lượng cao. Chuối giòn, ngọt, ăn còn vị không chát, không có gì hết nha. Ăn bao thì ăn lịch với tôi luôn nha các tình yêu nha. 200g, 32.000. Rồi sang sao? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sale còn 28.800. 28.800, mọi người hốt giùm 10 bịch đi các tình yêu ơi. Dễ mua quá mà đúng không mọi người? Mọi người hốt giùm 10 bịch miễn ship các tình yêu ơi. 10 bịch miễn ship nha, xăng xeo giùm trăm đi. Nằm nhai chồng nằm coi đó banh gì đó rồi nhai xíu hết bịch. Hai vợ chồng nhai chuối một chút rồi nhai luôn. Rồi giùm trăm đi, 28.800 nha các tình yêu nha. Rồi, hết giờ xăng xeo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chậm lại. Hết giờ, qua mà. Rồi, quá luôn hả? Bà làm gì nhắn vậy? Mấy cái này rẻ quá mà, có mười mấy 20.000 một gói rồi mấy bà ơi. Khoai môn đâu? Khoai môn, trái cây sấy. Khoai môn. Trời ơi, mấy cái này khoai đó. Môn đây. Đây, mấy cái này lên một lúc đi, ba cái này lên một lúc đi, nói mười mấy ngàn cho người ta biết luôn đi. Rẻ lắm. Rồi các tình yêu ơi, mấy cái này là bán kèm thêm thôi, chứ không có lời lớn gì hết á. Có mười mấy ngàn một bịch mà lời cái gì nữa mà lời. Cái này thấy điều cho chứ lời cái gì. Đúng rồi, đời nào mua đất được. Chừng nào bán có mười mấy ngàn chừng nào tôi mới mua đất được. Hay là bây giờ kêu ông Tí nằm mơ để ông nội chi đất. Khổ quá. Đây nè, sản phẩm của Nam Quy đó nha mọi người. Gặp có sòi sấy nè, khoai môn sấy với lại sa kê sấy. Đó, đây, những cái túi này là mọi người ăn vặt đi đâu cũng đem theo ăn được, đi làm, đi ngủ, tới giờ ngủ cũng bỏ lên đầu nằm ăn được. Tại vì cái này bỏ lên đầu nằm ăn cũng không có mập, ăn đêm cũng không có mập. Là tại vì cái này là trái cây tươi, sấy khô, ăn rất là được, ăn rất là ngon nha các tình yêu nha. Có mười mấy ngàn một bịch nè, rồi tôi sale luôn, sale xuống mấy ngàn cho mấy bà. Có 15, 17, 18, 19 ngàn, 10, 9, 8,
5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sell. Rồi sell bịch xuống mấy ngàn nha các tình yêu ơi. Sell bịch, bịch 70 gram nè, xuống mấy ngàn bịch nè, 2 mấy ngàn, sell xuống còn 10 mấy ngàn. Rồi sell nha các tình yêu, rồi lấy trái cây sấy nè. Trái cây sấy nè, xoài sấy, sa kê sấy nè. Inbox, inbox giỏ hàng thì TikTok có Linh Tí. Còn bên đây là inbox trang ca, trang của Trâm, Linh Tí Đức Trâm nha các tình yêu nha. Cứ số điện thoại cho Trâm. Rồi qua mã. Qua mã hả? Rồi đường thốt nốt, đường thốt nốt. Đây, đường thốt nốt, đơn, đơn, đơn. Đường thốt nốt dạng viên. Đường thốt nốt dạng viên các tình yêu ơi, đường thốt nốt dạng viên. Cái này đi rất là khó nha mọi người. Để ngậm cái gì? À, để ngậm. Cứ ăn giống như kẹo rồi hết, chứ bà vừa lòng. Rồi, đường thốt nốt dạng viên ha. À, hồi đó giờ mọi người muốn mua đường thốt nốt, mọi người phải đi tới An Giang, đúng không anh? Ví dụ như Cần Thơ, mình đi chùa Bà, cái mình sẵn mình ghé mình tắt qua thắp nhang cho bà. Cái này là nỗi nhớ quê luôn. À, ông quê nhớ. An Giang. À, ông tính quê An Giang là mọi người đó. Bây giờ mua cái bịch này ra, ngậm hết cái bịch đường này cho tôi. Để nhớ quê hương. Không, bà là vợ tôi là bà phải về ngậm phụ tôi chứ. Để nhớ quê hương. Hai đứa ngậm bịch. Hai đứa ngậm hai bịch. Đó, một đùi có nhau kìa. Hai đứa ngậm hai bịch cho rồi bắt đầu. Về tiểu đường. Nói chứ không mọi người, đó là nói giỡn thôi mọi người. Chứ đường cốt nốt này rất là vừa vị. Ví dụ như có những món mọi người cần phải nấu với đường cốt nốt. Đó. Thì cái món ăn nó mới đúng cái vị nha. Một bịch trên tay em cầm nửa ký 33 ngàn. Cái đường thì mọi người bao hạn sử dụng luôn, để bao hạn sử dụng luôn. Rồi cái này sale được cho mọi người xuống mấy ngàn nữa. Còn 29.700 đếm sale 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sale. Hai chồng đúng theo mà cũng biết mình ngược nhau. Đứa 5, đứa 6 không có cùng nhau. Ông bà đọc trước em bè thôi. Rồi mã đường thốt nốt nha. Mọi người mua. Nói chung mọi người á, khi mà coi live xong á, muốn coi lại thì vẫn coi lại được nha. Nhưng dù như hôm nay giờ mình cứ coi đi. Một chút nữa rồi mình coi lại. Mình mua cái gì cứ inbox trực tiếp cho Trâm. Cứ inbox trực tiếp cho Trâm nha. Năm dài tháng rộng lắm. Ngày nào muốn mua cứ inbox trực tiếp cho Trâm. Là có hàng, là có đơn nha các chị nha. Chăm trực tiếp luôn, chăm trực tiếp cho mọi người luôn nha. Nãy giờ sale này nhiêu mà? Sale còn 29.700. Rồi, đếm hết sale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thế là Gạo Pirit. Nơi vùng núi sạch, không khí trong lành, có nguồn nước và đổ dưỡng hang sơ. Chúng tôi đã sản xuất ra gạo đen Pirit của đồng bào ED cách đây lâu đời nay, là giống lúa bản địa phương được trồng ở Irasuk, Đắk Lắk. Đó. Gạo mà cô được công nhận 3 sao luôn nha cả nhà. Mọi người thấy cái hộp gạo không? Cái giá tuy là nó hơi cao so với những cái loại gạo bình thường mà chúng ta ăn, nhưng ăn ký nào xứng đáng ký đó. 95 xu một ký, mua hai ký tặng một ký. Ví dụ như bình thường ăn gạo thường quá rồi, bây giờ thôi kệ, lâu lâu mình chơi sang một bữa, mình mua hai ký này về mình được tặng một ký thành 3 ký. Mình ăn thử coi cái gạo của bà con dùng ED Đắk Lắk làm nó như thế nào. Công sức người ta cũng trồng trọt này kia đúng không, các kiểu. Thì từ ở trển và tuốt xuống đây bán 95 ngàn thì cũng được rồi mọi người. Công sức xăng xe dầu nhớt, chi phí đi tới Sài Gòn đúng không, rồi xong rồi đăng ký vô đây, rồi đóng gói bao bì ABCD, quá cực khổ và vất vả cho bà con. Nên 95 ngàn một ký là xứng đáng. Mua 2 ký tặng 1 ký. Ăn gì sức khỏe tốt thì cũng không mắc đâu cả nhà nha. Cái này có hơn. Mua 2 ký tặng 1 ký. Đây mọi người, đây gạo đen Priest được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau nha. Nấu cơm được nè, rang xong mình hãm với nước sôi lấy nước uống được luôn nha. Làm cơm cuộn được, nấu cơm thực dưỡng, nấu cháo được luôn đó. Thực đơn của X Clean được luôn nha. Và ngoài ra còn sử dụng để làm miếng đen, gạo đen nữa các tình yêu.
rất là được nhiều công dụng đó. Và còn có thêm một thương hiệu nữa là gạo hồng VS nha mọi người. Đó, đó cái này mà họ anh chỉ là cho bà con thấy. Đó, gạo hồng VS. Quay mặt lại, đó, rồi. Công nhận 3 sao của Ocop nha mọi người. Có nghĩa là chúng ta mua 2 kg tặng thêm 1 kg là được 3 kg, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Là tính tiền chỉ có 2 kg thôi. 3 kg. 180.000đ. Mà hôm nay đặc biệt mua đơn hàng 300.000đ chúng tôi miễn ship. Rồi lên, đếm sao. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hết sao. Có khách hàng đó là mua 2 kg tặng ông Tý được không chị? 2 kg tặng ông Tý luôn đó. Mua 2 kg tặng Linh Tý. Mua 2 kg tặng Linh Tý.